Hôm nay tôi thí nghiệm cho các bạn xem một cặp trái cá đực cái bị thợ săn bắt bán cho Tuyên từ lúc nhỏ chưa mở mắt vì không có đủ điều kiện chăm sóc. Vì mất thời gian quá nhiều nên Tuyên gửi mỗi em một nơi nhờ bạn bè lo giùm. Tới khi bạn bè cũng hết duyên với trái cá, họ gửi trở lại cho Tuyên. Rồi bây giờ Tuyên phải mướn người nuôi để bảo tồn chăm sóc chứ không có dám nuôi ở nhà sợ bị kiếm chuyện này kia. Như các bạn biết đó, trái cá con mà bị bắt xa mẹ từ nhỏ, không được sống cùng với bầy đàn thì nó cũng dễ bị tự kỷ, bị mất tình đoàn kết dân tộc như con người vậy đó. Bây giờ hai con rái cá này sống chung với nhau mà như kẻ thù. Con rái cá lớn là con cái, nó mà nhìn thấy con rái cá đực là nó sẽ chửi rủa xối xả. Các bạn muốn tôi dịch sơ vài câu cho nghe không? Tiên sĩ cha nhà mày, cái thằng mất dạy ngon, thả tao ra đi, tao cắn mày chết nha con. Ừ, có giỏi thì ra đây cắn đi nè, ở đó mà la hét làm chi? Tức quá, thả tôi ra đi, tôi cắn cái thằng này cho nó chết. Ừ, ngon, ra đây, liêu liêu, con mắm thúi. Cắn đi nè, cắn đi nè con. Đó, các bạn thấy sao? Tôi mà phiên dịch nữa là thành tầm bậy tầm bạ luôn đó. Nên vậy đủ rồi nha. Thì nói chung là rái cá nếu mà bị con người nuôi từ nhỏ, nó sẽ mất hết bản năng sinh tồn và tình đoàn kết bẩm sinh của mình luôn. Tự nó sẽ chống đối lại dân tộc của nó, thả ra là nó đánh nhau đổ máu luôn. Còn giờ thả mấy em rái cá này ra ngoài thiên nhiên, bảo đảm sẽ bị chết liền mặc dù nó lớn rồi. Vì ăn uống không được, tiêu chảy là chết. Con rái cá đực này là vuốt bé, nó ăn chay từ nhỏ luôn rồi các bạn, ăn rau củ quả. Còn con rái cá cái là song tân nhiệt đới hay còn gọi là Mỹ Latin, nó quen ăn hộp thức ăn của chó mèo rồi, nó cũng không có ăn được cái thức ăn bình thường nữa. Còn bây giờ tôi chỉ mong sao người nuôi giùm có thể giúp hai con vật này thân thiết với nhau để sau này còn phối giống sinh sản, bảo vệ giống nòi cho rái cá. Vì hầu như rái cá ngoài tự nhiên đã hoàn toàn tuyệt chủng rồi. Từ khi cửa khẩu Trung Quốc thông thương với Việt Nam, giá rái cá con á từ 20 triệu 4 con, giờ nó lên 60 triệu 2 con. Tôi mua hết nổi luôn rồi các bạn, cú động vật không nổi. Với 60 triệu 2 con tôi có thể mua được mấy vựa cá thả ra xong, thấy nó có lợi hơn đúng không? Bên Trung Quốc họ sẵn sàng chi tiền lớn để dụ dỗ người dân mình bắt bán rái cá cho họ và tất cả các loại vật khác nữa. Mà nói về tiền là người Trung Quốc họ dư tiền dữ lắm, sao mình chơi lại. Tôi hy vọng có bất kỳ chính trị gia nào ở Việt Nam xem được video này làm ơn ra một cái luật cho bảo vệ thú quý hiếm ở Việt Nam, để người dân Việt Nam có quyền nuôi thú sổ đỏ như chó mèo thì mấy con vật này mới không tuyệt chủng. Chứ bây giờ nhà nước càng cấm càng phạt tiền người nuôi thì người ta lại càng bắt giết, ăn thịt và bán sang nước ngoài mà thôi. Giống như ở Nhật Bản, người ta được nuôi rái cá ở trong nhà nên họ mới thấy được cái sự thông minh của rái cá, họ mới biết yêu quý yêu thương rái cá. Bởi vậy cái người bên nước ngoài người ta có ý thức bảo vệ động vật quý hiếm là vậy. Còn ở Việt Nam nuôi chó mèo không mà đâu có biết rái cá nó làm sao.